Nhiều lô hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu đi các thị trường khó tính bị trả về trong thời gian qua đã là một thực tế cho thấy việc đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm của hàng hóa Việt Nam còn kém. Do đó, các doanh nghiệp cần nắm rõ những tiêu chuẩn riêng về vệ sinh an toàn thực phẩm mà các nước nhập khẩu đặt ra. Đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo quy định về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn riêng trong hoạt động xuất khẩu do Bộ Công Thương tổ chức. Để đáp ứng được tiêu chí của thị trường cũng như là những tiêu chuẩn riêng của từng nhà nhập khẩu, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cần trang bị những kiến thức thị trường và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ví như đối với EU, các chuyên gia cho biết nếu sản phẩm bị phát hiện không an toàn về vệ sinh thực phẩm sẽ bị tiêu hủy ngay tại cửa khẩu. Còn tại các quốc gia như là Mỹ hay là Hàn Quốc, Úc, ngoài việc cấp phép cho các cơ quan quản lý chức năng, doanh nghiệp còn phải vượt qua một loạt các hàng rào nguyên tắc. Trong đó, nguyên tắc quan trọng trong quy định an toàn thực phẩm là phân tích mối nguy về việc tuân thủ quy trình HACCP của nhà nhập khẩu và đơn vị xuất khẩu.